bạn sẽ nhận được rất nhiều quà tặng cùng với siêu phẩm Phép Màu Mang Thai. Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Kiều Mai Lan, đồng thời tôi cũng là một người từng trải qua những vấn đề liên quan tới vô sinh hiếm muộn. Tôi đã giúp cho rất nhiều những người phụ nữ vượt qua được tình trạng này và tôi mong rằng video hôm nay cũng sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình tìm con, giúp cho bạn có thể nhanh chóng mang thai và có được một gia đình hạnh phúc. Một trong những niềm mong đợi lớn nhất của các cặp vợ chồng sau khi kết hôn xong đó chính là việc chào đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, việc thụ thai không phải lúc nào nó cũng diễn ra một cách dễ dàng và nó không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Rất nhiều các cặp vợ chồng đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh hiếm muộn và số lượng ngày càng tăng lên. Để giúp cho các cặp vợ chồng có thể chinh phục được cái giấc mơ làm cha mẹ thì khóa học Phép Màu Mang Thai đã được ra đời và nó nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các cặp đôi đang đối mặt với tình trạng vô sinh hiếm muộn. Không chỉ giúp cho các cặp vợ chồng vượt qua được những cái khó khăn trong quá trình thụ thai và giúp cho họ nhanh chóng có tin vui, mà khóa học Phép Màu Mang Thai còn mang đến rất nhiều những cái quà tặng vô cùng ý nghĩa dành riêng cho những ai đăng ký sớm. Hãy cùng tôi khám phá những điều thú vị trong khóa học Phép Màu Mang Thai và những quà tặng ý nghĩa mà nó đem lại nhé! Đầu tiên, bạn sẽ nhận được khóa học Phép Màu Mang Thai với hệ thống 5 bước giúp cho bạn tái tạo cơ thể một cách toàn diện, tăng khả năng sinh sản lên cao nhất. Thông qua những cái video và hình ảnh hướng dẫn vô cùng chi tiết và cụ thể, bạn chỉ cần thực hiện theo là được. Với cái hệ thống 5 bước ở trong khóa học thì bạn sẽ học được cách để tái tạo cơ thể của mình một cách toàn diện, nâng cao cái khả năng sinh sản của mình, giúp cho cái khả năng sinh sản của bạn được tối ưu, cơ thể sẵn sàng để có thể thụ thai và thai nhi cũng phát triển vô cùng khỏe mạnh. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng mang thai tự nhiên, hoặc thậm chí nếu như bạn muốn làm IUI hay là IVF thì khi mà bạn tái tạo cơ thể một cách toàn diện như vậy thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn, bạn sẽ không tốn nhiều tiền để làm đi làm lại nhiều lần nữa. Tiếp theo, bạn sẽ nhận được một bảng checklist chi tiết các việc bạn cần phải làm để tái tạo cơ thể của bạn một cách toàn diện nhất. Bạn sẽ biết chính xác được hàng ngày mình cần phải ăn uống như thế nào. Chính xác hàng ngày bạn cần phải tập luyện ra sao. Chính xác hàng ngày bạn cần phải làm gì để kiểm soát căng thẳng stress. Chính xác hàng ngày bạn cần phải đi ngủ như thế nào. Chính xác hàng ngày bạn cần phải loại bỏ những cái độc tố trong cơ thể như thế nào. Và bạn cũng sẽ biết chính xác hàng ngày mình cần phải làm gì để khơi thông cái dòng chảy năng lượng và tuần hoàn máu bên trong cơ thể của mình, tối ưu nhất cái khả năng sinh sản của mình. Khi mà bạn biết chính xác những việc bạn cần phải làm cụ thể là gì thì nó sẽ giúp cho bạn tránh được những cái bối rối không cần thiết khi mà học rất nhiều và không biết bắt đầu từ đâu, hay là quên hoặc là sót làm điều này mà không làm điều kia. Và bạn cũng sẽ nhanh chóng ứng dụng được những gì đã học được, tiết kiệm thời gian để nhanh chóng có con, nhanh chóng có tin vui. Từ cái bảng checklist chi tiết và cụ thể như vậy, bạn sẽ biết chính xác những cái điều mà mình cần làm, giúp cho bạn áp dụng triệt để được những cái nội dung ở trong khóa học và giúp cho bạn nhanh chóng đạt được cái mục tiêu sinh sản của mình là sớm có con. Điều đó thật tuyệt vời phải không nào? Bên cạnh bảng checklist chi tiết các việc bạn cần phải làm để tái tạo cơ thể của mình một cách toàn diện, thì khi mà bạn trở thành người đăng ký sớm, bạn còn nhận được thêm một quà tặng vô cùng ý nghĩa khác. Đó chính là ebook hướng dẫn toàn tập về cách để bạn thư giãn và thoát khỏi stress mãi mãi. Bạn biết rồi đấy, căng thẳng stress là một trong những cái vấn đề vô cùng lớn trong xã hội ngày nay. Nó không chỉ là gây ra các cái vấn đề về sinh sản mà nó còn gây ra rất nhiều những bệnh khác. Thậm chí nhiều người bị căng thẳng stress quá mức còn có thể dẫn tới trầm cảm và tự tử. Hướng dẫn toàn tập này thì sẽ giúp cho bạn biết được cách để bạn thư giãn và biết được cách để thoát khỏi căng thẳng stress một lần và mãi mãi. Hãy tưởng tượng giá trị của nó như nào nếu như hàng ngày bạn đều phải đối mặt với căng thẳng stress. Trong khóa học thì cũng sẽ có một phần nói về căng thẳng stress, nhưng mà cái phần ebook được tặng thêm này cho bạn thì nó sẽ chuyên sâu hơn rất nhiều. Và việc mà bạn vượt qua hoàn toàn được cái sự căng thẳng stress thì nó sẽ giúp cho bạn tăng tốc hơn và giúp cho bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu có con. Ngoài ra, khi mà bạn trở thành những người đăng ký sớm thì bạn còn nhận được thêm một ebook về 30 công thức nước ép rau củ tại nhà vô cùng đơn giản, giúp cho bạn gia tăng cái khả năng sinh sản của mình. Trước đây thì tôi mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm những cái loại nước ép cho bữa sáng của mình và đôi khi nó lại còn không ngon và không đủ dinh dưỡng. Một số những loại nước ép khi mà mình uống quá nhiều còn có thể gây ra tiểu đường. Do đó, tôi đã tổng hợp lên cái ebook 30 công thức nước ép rau củ vô cùng đơn giản và dễ thực hiện ngay tại nhà nhưng vẫn đảm bảo là đầy đủ dinh dưỡng và tối ưu cho cái khả năng sinh sản của bạn. Và tôi sẽ tặng cho bạn khi mà bạn đăng ký khóa học sớm. Và với cái công thức nước ép này thì bạn chỉ cần thực hiện theo là được, tại vì các công thức đã được hướng dẫn vô cùng cụ thể rồi và bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ thực hiện theo thôi là khả năng sinh sản của bạn cũng có thể tăng lên nhiều lần. Đặc biệt, khi mà bạn trở thành những người đăng ký khóa học sớm thì bạn còn nhận được một cái sự hỗ trợ vô cùng tuyệt vời. Đó là tôi sẽ hỗ trợ cho bạn một-một, hỗ trợ trực tiếp cho bạn một-một qua mail và Zalo trong vòng 1 năm. Bạn có rất nhiều những cái thắc mắc cần phải giải đáp. Bạn muốn chắc chắn về những gì mình đã học được. Bạn muốn đảm bảo áp dụng kiến thức hiệu quả. Bạn muốn giải đáp những gì bạn không hiểu. Và bạn có những cái vấn đề về bệnh đặc thù cần phải tư vấn riêng. Bạn yên tâm, đó cũng chính là lý do mà tôi hỗ trợ cho bạn một-một trực tiếp qua mail và Zalo trong vòng 1 năm. Và trong cái khoảng thời gian này, bạn có thể hỏi tôi bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan tới khả năng sinh sản của bạn, hoặc là những cái vấn đề gì liên quan tới thuốc, bạn cũng có thể hỏi tôi, tại vì bản thân tôi là một dược sĩ. Và bất kỳ những cái thắc mắc nào của bạn đều được giải đáp. Nó sẽ khiến cho bạn đi nhanh hơn, giúp bạn tăng tốc hơn và rút ngắn cái thời gian có thai của bạn, giúp cho bạn nhanh chóng đón con yêu. Đăng ký ngay hôm nay, bạn sẽ nhận được thêm ebook 1000 tên bé trai và bé gái hay nhất, ý nghĩa nhất để đặt tên cho con của mình. Khi bạn đã mang thai thì danh sách tên này sẽ giúp cho bạn có thể chọn được tên đẹp và tên ý nghĩa cho con của mình mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Danh sách tên này thì đã được chọn lọc và sắp xếp theo nhiều những cái tiêu chí khác nhau, từ ý nghĩa, nguồn gốc tới âm điệu phù hợp với từng vùng miền khác nhau. Chính vì vậy, cái việc đặt tên cho con nó sẽ trở lên dễ dàng và trở lên thú vị hơn bao giờ hết. Rất nhiều các quà tặng phải không các bạn? Nhưng chưa hết, ngoài những cái quà tặng trên, tôi còn tặng thêm cho bạn rất nhiều những phần quà hấp dẫn khác. Và những cái phần quà này bạn hoàn toàn có thể áp dụng cả trước khi mang bầu, trong khi mang bầu và sau khi mang bầu. Nó sẽ bao gồm: đầu tiên đó là hỗ trợ tư vấn 1-1 qua mail và Zalo trọn đời tất cả các vấn đề liên quan tới thuốc và thực phẩm chức năng, giống như là tôi là một dược sĩ riêng của gia đình bạn. Thứ hai đó là ebook bí quyết để mẹ thon con khỏe khi mang thai. Thứ ba, đó là khóa học hướng dẫn dạy thẻ Glenn Doman giúp cho bé phát triển trí thông minh trong giai đoạn vàng từ 0 cho tới 3 tuổi. Thứ tư nữa, đó là tuyển tập 40 ebook hay nhất về mang thai và sinh con giúp cho bạn có một thai kỳ khỏe mạnh và giúp cho bạn có thể chăm sóc bé trong giai đoạn đầu đời tốt nhất. Tóm lại, khi mà bạn đăng ký sớm khóa học Phép Màu Mang Thai thì bạn sẽ nhận được vô vàn các quà tặng hấp dẫn, cụ thể là lớp học Phép Màu Mang Thai 6 tuần, bảng checklist danh sách các việc cần làm để tái tạo cơ thể toàn diện, ebook hướng dẫn toàn tập về cách thư giãn và thoát khỏi stress mãi mãi, ebook 30 công thức nước ép rau củ tại nhà giúp tăng khả năng sinh sản của bạn, hỗ trợ tư vấn 1-1 qua mail, Zalo trong vòng 1 năm các vấn đề liên quan tới khóa học, hỗ trợ tư vấn 1-1 qua mail, Zalo trọn đời tất cả các vấn đề liên quan đến thuốc và thực phẩm chức năng, giống như tôi là một dược sĩ riêng cho gia đình của bạn, ebook 1000 tên bé trai bé gái hay nhất, ý nghĩa nhất để đặt tên cho con của mình, ebook bí quyết để mẹ thon con khỏe khi mang thai, khóa học hướng dẫn dạy thẻ Glenn Doman giúp bé phát triển trí thông minh trong giai đoạn vàng từ 0 đến 3 tuổi, tuyển tập 40 ebook hay nhất về mang thai và sinh con giúp bạn có thai kỳ khỏe mạnh và chăm sóc em bé trong giai đoạn đầu đời tốt nhất. Cuối cùng, đó là bạn sẽ được tham dự cộng đồng Phép Màu Mang Thai, Facebook, Zalo trọn đời để cùng trao đổi, chia sẻ, cập nhật những kiến thức để chữa vô sinh hiếm muộn, mang thai và nuôi dạy con nhỏ thông minh khỏe mạnh. Chỉ những người đăng ký sớm thì mới nhận được các quà tặng đặc biệt này, vì số lượng học viên sẽ ngày càng tăng. Nên tôi chỉ có thể cung cấp cái dịch vụ hỗ trợ và tư vấn 1-1 qua mail và Zalo trong một khoảng thời gian giới hạn. Vì vậy, nếu bạn muốn được hỗ trợ tận tình và có câu trả lời cho những thắc mắc của mình thì đừng chần chờ gì nữa, hãy trở thành những người đầu tiên sở hữu khóa học này. Để đăng ký tham dự khóa học này thì bạn vui lòng truy cập vào đường link sau, đó là phép màu mang thai.com để đăng ký tham dự khóa học nhé. Hãy trở thành những người đầu tiên đăng ký sớm và sở hữu cho mình cái khóa học này để nhận được sự tư vấn 1-1 trực tiếp từ tôi qua mail và Zalo trong vòng 1 năm và nhận được tất cả những quà tặng hấp dẫn mà tôi vừa nêu ở trên. Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cùng với khóa học này và bạn sẽ đảo ngược được cái tình trạng vô sinh hiếm muộn của mình, giúp cho bạn nhanh chóng có tin vui, nhanh chóng chinh phục được giấc mơ trở thành cha mẹ bên những đứa con đáng yêu và khỏe mạnh. Ok, video ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc tại đây. Nếu như bạn còn thắc mắc gì thì bạn có thể bình luận xuống bên dưới video để chúng ta cùng trao đổi với nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video hôm nay và nếu như thấy video hay, hấp dẫn thì đừng quên bấm vào nút like, chia sẻ cho người thân bạn bè, bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của tôi chia sẻ về chủ đề vô sinh hiếm muộn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào!